Chào các bạn, hôm nay chúng ta ở nhé. Đầu tiên, chúng ta học cách phát âm và nhận biết mặt chữ nhé. Chữ A. Chữ A. Chữ A. Đây là cách viết chữ A. Các em nhìn cô viết nhé. Chữ A. Chữ A. Chữ A. Con cá. A, con cá. A, con cá. A, quả cà chua. Quả cà chua. A, quả cà chua. A, quả cà chua. A, cái ca. Cái ca. A, cái ca. A, cái ca. A, con gà. Con gà. A, con gà. A, con gà. A, máy bay. Máy bay. A, máy bay. A, máy bay. Á. 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 Đây là cách viết chữ Á. Cô viết lại lần nữa nhé. Á. Chữ Á. Á. Á, con rắn. Á, con rắn. Á, con rắn. Á. Á, măng cụt. Á, măng cụt. Á, măng cụt. Á, bắp cải. Á, bắp cải. Á, bắp cải. Á, cặp sách. Á, cặp sách. Á, cặp sách. Á, mặt trời. Á, mặt trời. Á, mặt trời. Các bạn giỏi quá. Chúc các bạn học giỏi nhé. Xin cảm ơn. Ớ. 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 Đây là cách viết chữ ớ. Cô viết lại lần nữa nhé. Ớ. Chữ ớ. Ớ. Đám mây. Ớ. Đám mây. Ớ. Đám mây. Ớ. Cá mập. Ớ. Cá mập. Ớ. Cá mập. Ớ. Con gấu. Ớ. Con gấu. Ớ. Con gấu. Ớ. Cây cầu. Ớ. Cây cầu. Ớ. Cây cầu. Các bạn giỏi quá.
Chúc các bạn học giỏi nhé. Xin cảm ơn.